Vâng, xin chào toàn thể các ông chí và các bạn. Ông Trần Sĩ Thanh được bầu làm chủ tịch thành phố Hà Nội và rất nhiều cái thông tin của xuyên tạc của nhiều đối tượng nói rằng ông Trần Sĩ Thanh là cháu của nguyên chủ tịch Quốc hội ông Nguyễn Sinh Hùng. Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng là một chủ tịch Quốc hội mà rất là nổi tiếng của chúng ta. Vậy thì điều này có phải hay không, và chúng ta cùng có cái nhìn thấu đáo chia sẻ nội dung này đến toàn thể chúng ta một nội dung nhanh nhất. Hy vọng đây là nội dung để chúng ta tham khảo thôi. Đấy. Đầu tiên chúng ta hiểu này, nội dung tôi chia sẻ toàn thể mọi người trên hai chúng là mà lớn đến là một lớn và hai lớn. Vậy thì nguồn tin từ đâu? Nguồn tin từ các trang chuyên đưa tin xuyên tạc phản động và các kênh phản động, ví dụ như kênh liên quan đến BBC, luật sư Nguyễn Văn Đài, Việt Tân, Thời Báo chấm d, vân vân, và rất là nhiều kênh cái miền đã được chặn ở Việt Nam. Và vậy những cái thông kênh này là hoàn toàn là xuyên tạc đấy, được phương Tây cung cấp rất nhiều cái tài chính rồi là tôi cung cấp lên truyền thông và đưa lên để chống phá nhà nước chúng ta, chống phá chế độ cộng sản. Đấy, rất nhiều cái thế lực phương Tây luôn luôn nuôi những cái trang báo này, và những cái nội dung của bọn chúng lấy cơ sở từ những thành phần bất mãn phản động đấy, lấy cơ sở ủng hộ từ những người này và những người nhẹ dạ cả tin, những người đang dao động tư tưởng, lấy cơ sở từ đấy, từ sự ủng hộ các tổ chức phương Tây chúng tôi đã nói liên quan đến tài chính, liên quan đến truyền thông vân vân. Sự ủng hộ rất nhiều, ủng hộ này không chỉ bằng lời nói mà bằng tài chính, bằng cái căn cứ cơ sở, lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, tự do ngôn luận để chúng đưa ra những cái không đúng sự thật, đặc biệt là trên báo và trên YouTube. Ngoài ra chúng còn dựa theo cái căn cứ nói ở đây là cùng cái nguyên quán là ở Nghệ An, hai đồng chí lãnh đạo chúng ta, rất nhiều cái căn cứ để chúng bọn chúng để đưa ra những cái đấy, và chúng ta có thể thấy trên chúng tôi chia sẻ đây, cái báo Việt Hải Ngoại đây dám một đưa một cái thông tin rất là kích động, kể cả rất nhiều cái trang xuyên tạc ở đây đã đưa ra đấy, rồi là rất nhiều cái trang chúng ta thấy các trang xuyên tạc của nước ngoài đấy, và rất nhiều cái nội dung, kể cả đặc biệt là luật sư Nguyễn Văn Đài, Trần Sĩ Thanh trong sinh hùng được giới thiệu làm chủ tịch thành phố Hà Nội. Đấy là nội dung mà chúng tôi muốn chia sẻ phần một lớn để chúng ta nắm. Phần hai lớn vậy thì có ruột thịt hay không, chúng ta cùng nắm nhanh thông tin của hai người chúng ta biết. Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh năm 1946, cái này chúng ta thông tin chung thôi. Đấy, ở Nam Đàn, Nghệ An. Học cấp 1, cấp 2 ở Nam Đàn, cấp 3 thì ở Hà Nội. Đấy. Cấp 3 ở Hà Nội và trước đây cũng học Học viện Tài chính, tốt nghiệp năm 1970. Ông Trần Sĩ Thanh thì sinh năm 1971. Như vậy là ông Nguyễn Sinh Hùng tốt nghiệp thì ông Trần Sĩ Thanh còn chưa ra đời. Đấy, ông sinh ra ở Nghệ An, tuy nhiên chúng ta nhớ này, lúc sinh ra ở Nghệ An nhưng mà nguyên quán ở Nghệ An thôi, còn sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Đấy, nguyên quán ở Thanh Chương, Nghệ An thôi, còn sinh ra và lớn lên ở Nam Định. Đây là cái thông tin rất là hay. Và có cái trình độ học vấn chúng ta biết rồi, rất là cao, tài giỏi. Qua 11 cương vị vị trí lãnh đạo trong 16 năm chúng ta hiểu rồi. Đây cũng cùng Học viện Tài chính giống như ông Nguyễn Sinh Hùng. Như vậy chúng ta thấy là cái cơ sở hoàn toàn những thông tin chúng tôi đưa ra và những cái căn cứ liên quan đến các trang hoạt động thì không có cái cơ sở nào để khẳng định là cùng có cái quan hệ thống cộng cháu hay là cùng một nhà, cùng một ruột thịt, không hề có. Đấy là nội dung chúng tôi muốn chia sẻ với toàn thể mọi người. Hy vọng chúng ta luôn luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Xin chào toàn thể mọi người.